Phan Xích Long, tên thật là Phan Phát Sanh. Ông sinh vào năm 1893 và mất vào năm 1916. Ông là người con của vùng đất Chợ Lớn, Sài Gòn, nhưng mà toàn bộ cuộc đời của ông thì thường gắn liền với vùng đất Phan Thiết của Bình Thuận nhiều hơn. Ông là một người yêu nước và có tư tưởng chống Pháp. Thế nhưng mà cái cách thức ông chống Pháp nó rất là kỳ lạ, dùng phù phép để tuyên truyền và lôi kéo công chúng. Tới năm 1912, ông thậm chí còn tự nhận mình là con của vua Hàm Nghi, mặc dù ông thì họ Phan, còn vua Hàm Nghi thì là họ Nguyễn. Và ông tự phong cho mình lên ngôi vua lấy hiệu là Phan Xích Long, mà ở đây Xích Long có nghĩa là rồng đỏ. Ông định tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại Sài Gòn để chống lại chính quyền thực dân Pháp. Thế nhưng mà kế hoạch của ông đã sớm bị bại lộ và ông bị Pháp bắt giữ tại Phan Thiết. Sau đó ông bị áp giải về Sài Gòn và nhận án phạt tù chung thân tại trại giam Khám Lớn. Tới năm 1916, những đồng chí trong tổ chức của ông mà đứng đầu là Nguyễn Hữu Trí đã mở ra một cuộc đánh vào trại giam Khám Lớn để giải cứu ông Phan Xích Long. Nhưng mà cuộc giải cứu này đã diễn ra bất thành. Và cuộc giải cứu bất thành này đã là giọt nước làm tràn ly, khiến cho chính quyền thực dân lúc bấy giờ rất tức giận và thẳng tay tử hình ông Phan Xích Long cùng với khoảng 40 người trong tổ chức của mình. Và ngày hôm nay ở Sài Gòn có tới hai đường cùng tên là Phan Xích Long theo mình được biết, một tại quận 11 và một tại quận Phú Nhuận mà mình đang đứng ở đây. Và con đường Phan Xích Long tại quận Phú Nhuận thuở xưa kia nó chỉ là một con đường mòn, một con đường xóm thôi, và nó có tên là đường Hương Mão. Tới năm 1955 thì nó mới được quy hoạch lên làm đường phố như bây giờ và được đặt tên là Phan Xích Long từ đó cho tới tận hôm nay. Bình này đây, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Tiếp tục đồng hành cùng với nhau nha.